Online của em đây, các bác có thể liên hệ nha. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít mớ các bác nhé. Đây, một mớ của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ một mớ của nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái anh em các bác nhé. Từ 7 đến 10 cái. Đây, các bác này, một mớ của nó như này các bác này. Đấy, từ 7 đến 10 cái anh em nhé. Đây, nó có cho anh em đầy đủ nhá. Ba khe và dẹt anh em nhé, ba khe và dẹt anh em nhé. Bên shop thì đang gửi tới anh em một cái mớ vít như này, giá chỉ có cho anh em là bao nhiêu ạ? Giá rất tốt cho anh em luôn. Một mớ vít như này nhé, giá shop đang gửi tới anh em chỉ có cho anh em là 100k anh em nhá, 100k cho một mớ vít như này anh em này. Đấy, của nó sẽ từ 7 đến 10 cái anh em nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Ok chưa anh em? Đó, một mớ vít như này cho anh em nhá. Nét sẽ là từ 7 đến 10 cái cho anh em. Có đầu giọt dẹt, có đầu ba khe nhá. Có đầu dẹt, có đầu ba khe như này anh em này. Đấy, có đầu dẹt, có đầu ba khe đầy đủ hết cho anh em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em nhá. Chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có bao nhiêu cho một mớ vít như này? Giá chỉ có 100k thôi anh em nhá. 100k cho một mớ vít như này. Giá siêu tốt cho anh em luôn nhá. Đấy, anh em lên mã giúp cho em là vít vít mớ nhá. Lên cho em là vít mớ, giá là 100k anh em nhá. Đó. Bên mình sẽ bốc ngẫu nhiên cho anh em nhá, một mớ nhá. Của một mớ của nó sẽ từ 7 đến 10 cái anh em nhá, tùy theo to nhỏ nhá. Lên mã giúp cho em là vít mớ nhá. Vít mớ này. Giá của nó sẽ là 100k cho một mớ anh em nhá. 100k trên một mớ. Ok chưa anh em? 100k cho một mớ đây. Một mớ thì bên mình sẽ bốc ngẫu nhiên cho anh em này. Đấy, ngẫu nhiên. Dẹt tròn ba khe muối đầy đủ cho anh em luôn. Và nó sẽ có cho anh em là cái ngắn, cái dài, cái to, cái nhỏ như này. Đây, một mớ của nó sẽ to như này, đầy đủ như này anh em này. Đấy, nó sẽ có cho anh em là từ 7 đến 10 cái. Đấy, dẹt tròn ba khe các thứ đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, đây nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đấy, từ 7 đến 10 cái cho anh em. Đây nhá, anh em nhá, đây. Đầu vít của nó đây. Vít này là nó là thuộc dạng là vít bãi anh em nhá, vít bãi Nhật nhá. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho anh em luôn. Vít bãi Nhật, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo nhá. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái lô dao dọc giấy anh em nhá. Đây. Dao dọc giấy anh em này, hàng về số lượng cho anh em luôn. Đó, hàng về số lượng cho anh em luôn nhá. Dao dọc giấy hàng bên shop về số lượng cho anh em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá siêu tốt cho anh em luôn nhá. Đấy, dao dọc giấy giá cực tốt cho anh em luôn nhá. Dọc giấy này bán thế nào các bạn nhỉ? 15.000 một cái, 5 cái là 60.000, 10 cái là 120. Đây nhá, 15k trên một cái anh em nhá. 15k trên một cái anh em nhá. Anh em mua lẻ là 15k một cái nhá. Đó, 15k một cái này. Đấy. Anh em mua 5 cái thì nhân cho mình là bằng là 5 cái là bằng 60k nhá. 5 cái là bằng 60k. Ok chưa nha? Đó, 5 cái là bằng 60k. Bán cho anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, 15.000 một chiếc này anh em nhá. 15.000 một chiếc này. Bên trong của nó là bằng nhựa cứng nhá. Bên ngoài là bằng cao su non cầm cực kỳ là êm luôn. Cầm nắm cực kỳ là êm luôn. Bên mình về thì có mấy màu như này, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho anh em nhá. Gửi ngẫu nhiên cho anh em. Ok chưa anh em? Sẽ gửi ngẫu nhiên cho anh em luôn. Giá thì bên shop sẽ gửi tới anh em đó là bao nhiêu ạ? 15.000 một chiếc này nhá. 15.000 cho một chiếc này. Đó, 15k anh em nhá. 15k. Đó. Còn anh em lấy số lượng nhá, từ 5 cái trở lên, giá sẽ là 60.000 nhá. Đó. 5 cái này là bằng 60k anh em nhá. 5 cái bằng 60k. Ok chưa anh em? Đó, 5 cái là 60k, giá siêu tốt cho anh em luôn nhá. 15.000 một cái mà 5 cái 60.000 là bằng tính ra là vào có 12.000 một chiếc thôi. Vào có 12.000 một chiếc thôi. Ok chưa anh em? Giá rất là tốt cho anh em luôn. 52 là 10 đúng rồi. Đấy là vào 12.000 một chiếc anh em nhá. 12.000 một chiếc là mua từ 5 cái trở lên. Còn anh em mua lẻ giá sẽ là 15.000 một cái. 15.000 một cái anh em nhé. Dao cực kỳ là sắc và ngon luôn. Đây. Anh em muốn thay thì anh em chỉ cần là giật cái lẫy này ra để anh em thay này. Sau đó anh em lại lắp vào như bình thường. Ok chưa? Dao dọc giấy anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái con dao chặt 1 cân này. Đấy, anh em lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Hàng của thương hiệu Tamanage này. Đấy, made in Japan anh em nhé. Đấy. Thép của nó là thuộc dạng là thép carbon anh em nhé. Đây, thép carbon anh em này. Ok chưa anh em? Thép carbon cực kỳ chất cho anh em luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới. Con này là 1kg anh em nhé. 1kg này. Bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 200 mấy nhỉ? Con dao 1 cân nhé. Anh em lên mẽ cho em là dao 1 cân nhé. Đấy, dao 1kg này. Giá của nó sẽ là bao nhiêu? 260.000 anh em nhé. 260k và bao ship cho con dao 1 cân như này anh em này. Đó. 260k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này anh em nhé. Chiều dài của nó sẽ là đi 33 cm anh em nhé. Chiều dài của nó là tổng thể là 33 cm. Nguyên cái phần lưỡi này là 20 cm. Và phần chiều cao của dao là 10 cm. Bản của nó là 5 ly anh em nhé. Bản 5 ly. Con này anh em dùng làm dao chặt gà, chặt cá này, xương sâu, xương bò này. Ok chưa em? Chặt gà, chặt vịt này, xương trâu, xương bò. Ok nhé. Made in Japan cho anh em luôn nhé. Hàng của thương hiệu Tamahagane anh em này. Ok chưa anh em? Đấy, chữ Nhật đọc hơi lằng ngoằng một tí. Ok chưa anh em? Giá bên shop đang gửi tới anh em giá rất là tốt luôn.
Đấy, anh em cần mua hàng anh em có thể liên hệ với các cái số hotline của bên em nhé. Đấy, giá siêu tốt cho anh em luôn. Một con dao một cân như này nhá. Một con dao một cân như này, giá chỉ có 260k, bao ship đến tận nhà cho anh em luôn. 260.000 bao ship anh em nhá, 260k bao ship. Ok cho anh em ơi. Sản phẩm tiếp theo nhá. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em đó là cái bộ lục giác và bộ hoa thị anh em nhá. Đấy, bộ lục giác và bộ hoa thị đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho anh em là hai dòng. Một dòng là lục giác và một dòng là hoa thị. Đó. Có cho anh em là hai mẫu như vậy. Đây, hàng là hàng bãi Nhật nhá. Hàng là hàng bãi Nhật anh em nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, rất chất lượng cho anh em luôn. Sẽ có cho anh em là bộ lục giác và bộ hoa thị anh em nhá. Đây. Đấy, bộ này là bộ hoa thị anh em này. Bộ này bộ hoa thị này, hàng rất đẹp cho anh em nhá. Bộ hoa thị đây, hàng rất tuyệt vời cho anh em luôn. Ok cho anh em. Bộ này bộ hoa thị này. Bộ này là bộ lục giác anh em này. Đấy, anh em lấy lục giác thì lấy mà lấy hoa thị thì lấy anh em nhá. Đó. Anh em lấy lục giác thì lấy mà lấy hoa thị thì lấy. Bộ lục giác thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 80k anh em nhá. 80k cho bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác này sẽ là cho anh em là bao nhiêu ạ? Bộ lục giác này cho anh em là, anh em lên trên là bộ lục giác là 80k anh em nhá. 80k cho bộ lục giác này. Đấy, bộ lục giác này sẽ là 80k anh em này. 80k cho bộ lục giác này nhá. Bộ hoa thị thì giá của nó sẽ là 70k anh em nhá. Hoa thị sẽ là 70k. Đó. Riêng nếu anh em mua một cặp như này, một hoa thị một lục giác nhá, là 150.000 là bên em sẽ bao ship cho anh em luôn. Đấy. Riêng cái sản phẩm này thì là 150k và bao ship nhá, tức là anh em lấy hai bộ như này là bên em sẽ bao ship này. Đấy, bộ lục giác là 80.000 nhá. Bộ lục giác là 80.000, bộ hoa thị 70.000. Nếu anh em lấy hai bộ như này. Bao nhiêu vòng rồi? Đạp tiếp 10 vòng nữa đi. Nếu anh em lấy nhá, nếu anh em lấy là cả hoa thị cả lục giác nhá, giá bên shop đang gửi tới anh em là 150.000 cho hai bộ này và bao ship cho anh em luôn. Chơi lớn cho anh em luôn, ok chưa? Còn anh em lấy lẻ thì bộ lục giác sẽ là 80.000, bộ hoa thị là 70.000. Đấy, còn nếu lấy hai bộ là bên em sẽ bao ship. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho anh em luôn. Đây, ok chưa anh em? Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Cối xay inox này, cối xay này, đó. Cối xay inox. Con này thì bên shop đang bán với cái giá đó là 200k. Hôm nay xả cho bác còn 170k nhá. 170k cho cái mã cối xay inox này. Hàng rất chất luôn và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Thường là đầu video thì em sẽ công bố giá luôn để cho các bác nắm được nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220 này. Đấy. Sử dụng điện 220 và công suất của nó sẽ là power của nó là 2500W. Đây. Hàng inox Su 304, cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn các bác nhá. Rất là ngon luôn. Em sẽ test sản phẩm cho bác luôn. Đấy, đây sẽ là một cái cốc đá này, một cái bát đá như này các bác nhá. Đấy. Đá này là đá tinh nhá, đá em để tủ lạnh này. Đấy, đá trong vắt luôn, tức là đá như là đá luôn các bác nhá. Đây nhá, đây là đá nguyên các bác nhá. Bây giờ em sẽ bỏ vào trong máy nhá. Đó, bỏ trong máy cho các bác xem. Đây. Đấy, đây là toàn bộ bốn cái cánh chém của nó này. Những cánh chém của nó rất là ác ôn các bác nhá, rất ác ôn luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, sau đó thì em sẽ cho đá vào đây nhá. Cho đá vào đây cho các bác xem luôn. Đấy, cho đá vào. Sau đó thì em sẽ bắt đầu đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào. Đó, đậy nắp vào. Các bác cho nắp khớp vào trong cái phần gioăng này nhá. Sau đó thì các bác bắt đầu cắm điện này. Con này nó sử dụng điện 220 nhá. Điện 220 như bình thường các bác này. Đó. Sử dụng điện 220 như bình thường thôi. Đây. Đây là nấc 1 này. Đấy, nấc 1 này. Đây nấc 2 các bác nhá. Đấy. Đấy, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Đấy, đây nấc 1 các bác này. Đấy, nấc 1 nhá. Đấy. Nấc 1 này, đây nấc 2 này. Đấy. Cái này xay thì lưu ý các bác là nhấn nhả cho em nhá. Đấy, nhấn nhả cho em. Cái công tắc này thì các bác nhấn đẩy tay cho em một tí nhá. Đấy. Đấy bác thấy không? Đó. Chỉ có khoảng 30 giây thì cái đá này của em nó đã thành thành kem rồi nhá. Đấy, đá đã xay thành kem rồi này. Đây. Mịn như kem luôn các bác này. Đấy, mịn như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ luôn các bác nhá. Đó. Đá đã thành kem rồi nhá. Đá đã thành kem. Đấy. Cối này của nó là bằng inox nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng loại 1 cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Cánh chém không hề hấn gì nhá. Đó, một con cối xay rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn nhá. Đấy, các bác có thể liên hệ tới các số hotline của bên em. Đó, đây các bác nhá, các bác lên sẽ lên mã cho em là cối xay inox nhá. Đấy, 170k cho mã cối xay inox này, giá cực kỳ hợp lý luôn. Sản phẩm theo tiếp cho ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái chổi tự vắt các nhá. Chổi tự vắt, con này thì bên shop bán phải nói nó là quá khủng khiếp rồi, doanh số thì nói chung là quá khủng khiếp. Sản phẩm sẽ là trong túi như này. Đấy, các bác nhận được hàng nó sẽ như này thôi. Đấy, nó sẽ bao gồm là một thân này, một thân như này. Đấy, một thân như này. Con này nó có thể xoay 360 độ nhá. Đấy, bên em có bán kèm cái miếng mút này. Miếng mút này thì bên em có bán kèm là 30.000 một miếng mút này các bác nhá. Các bác có thể mua thêm. Và các bác bắt đầu xoáy vào đây cho em này. Đây, xoáy vào đây cho em. Đó, cái phần trắng này các bác xoáy vào đây này. Con này nó khá là dài nhá, dài khoảng 1m3 nhá, khoảng 1m3. Các bác tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Chiều dài của nó sẽ là khoảng 1m3. Đấy, các bác xoáy vào cho em. Ok nhá. Đấy, lưu ý các bác hướng dẫn luôn các bác khi vắt này thì các bác kéo mạnh như này cho em. Đó là nó sẽ gập vào này. Đấy, kéo mạnh này nó sẽ gập vào các bác nhá. Đó, rất ok luôn. Tiếp vào các bác xoáy cái này vào cho em. Chiều dài của nó khoảng 1m3 nhá, tha hồ thoải mái luôn.
lau đa di năng luôn, lau sàn nhà này, đấy, sàn nhà trần rồi các thứ luôn, xoay 360 độ nha, lau cả kính trước luôn. Thì cái thảm này bên em có bán rời nha, cái thảm này bên em sẽ bán nó là 30.000 một cái nhá. Còn cái chổi lau này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây các bác nhá. Thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, vừa lau vết vẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn tắt khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng, dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu tầm hút, lau các vết vẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thay chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào. Rất tiện dụng luôn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là chổi tam giác nhá. Đấy, nó hình tam giác mà lên cho em là chổi tam giác này. Đấy. Chổi tam giác. Cái chổi tam giác này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150k nhá, 150k. Chổi tam giác 150k. Hôm nay thì hàng về giá tốt sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 115k nhá, 115k. Đấy, 115k thì cái chổi tam giác này. Các bác lên cho em là chổi tam giác 115k có nhá. Mã sản phẩm theo tiếp trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là sáp thơm nhá, sáp thơm. Đấy. Hàng về rất là nhiều màu, nhiều mùi hương khác nhau cho các bác chọn lựa nhá, cho các bác chọn lựa luôn. Nó sẽ là một cái hộp sáp như này, một hộp sáp như này. Đấy, cái này thì nó sẽ là mùi quải hương này, rồi cái này là hương hương hoa này, đấy, hương hoa Pháp này, rồi hương cam này, đấy, và rất là nhiều các cái mùi hương khác nhau. Về thì các bác bóc cho em cái nắp này ra, sau bóc cái giấy bạc này ra là mình để trong phòng nhá. Trong phòng nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng khách nói chung để đâu cũng được, rất là thơm luôn. Giá sẽ là 30k nhá, 30k cho một hộp sáp thơm như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, sáp thơm. Mùi của nó rất là thơm, thơm dịu nhẹ nhá, hương cam này, hương ngoại hương, hương chanh này, rồi nói chung là đầy đủ luôn. Đấy, giá của nó là 30k. Đấy, lên cho em là sáp thơm nhá, 30k trên hộp này các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về một cái lô đó là cái thanh cài dao nhá, thanh cài dao. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác, bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì phải nói là hàng Việt Nam nhưng mà chất lượng thì là chất lượng Nhật Bản các bác nhá. Đấy. Bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhá. Đấy, con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Một con thanh cài dao như này trước em bán là 150.000. Đấy, đợt này thì hàng đặt số lượng, hàng đặt gia công số lượng cho nên là giá rất là tốt luôn. Một con thanh cài dao chất như này các bác này. Đấy, hàng của nó là bằng inox nhá, inox 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn, sáng bóng không gỉ nhá. Đó, thì chức năng của nó sẽ là dắt dao ở đây và treo đồ ở đây các bác nhá. Đấy, nó có tặng kèm các bác cả ốc luôn, cả ốc cả đinh vít luôn. Về các bác có thể bắn trực tiếp vào trên cửa sắt hoặc là bắn lên tường đều ok hết. Thì các bác sẽ treo dao vào đây cho em. Cái này chiều dài của nó là 45cm nhá. Đó, các lên cho em là thanh cài dao này. Đó, thanh cài dao. Con này chiều dài của nó sẽ là 45cm. Đấy, 45cm các bác nhá. Đó, chiều dài của nó là 45cm. Và con này nó sẽ là nó sẽ là một cái thanh cài dao 45cm như này. Và sẽ là giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k. Chứ em đoán 150.000 đấy, 150k. Thì về cho bác cái giá tốt luôn, chỉ còn 110k thôi. Dài là 45cm, một thanh cài dao bằng inox sáng bóng tuyệt vời như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ và tốt cho bác luôn. Các bác chỉ cần dắt dao vào đây là xong. Đó, dài 45cm theo các bác sử dụng luôn. Ở đây nó có 1 2 3 4 5, 5 cái phần móc như này, các bác có thể treo đồ đoàn song nồi các thứ linh tinh lên, rất là ok luôn. Rồi. Mã sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bộ khẩu nhá, bộ khẩu. Đấy, hàng thì giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái vỏ này thôi các nhá. Đấy, nó chỉ khác nhau cái vỏ này thôi. Đấy, nó như nhau thôi. Khác nhau cái vỏ này các bác nhá. Khi gửi cho các bác thì nó sẽ là có hai màu như này và hai cái vỏ như này để các bác biết được, không đến lúc các bác lại bảo là gửi hàng không giống như trên hình thì nó mất công. Đó, thì một cái bộ khẩu như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, một cái bộ khẩu như này. Thép của nó là thép CRV nhá, thép CRV 12 chi tiết. Hàng cao cấp luôn, thép CRV 12 chi tiết cao cấp sáng bóng luôn các bác nhá. Đó, thép này của nó cực kỳ sáng bóng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ khẩu như này, bao nhiêu nhỉ? Đấy. Các bác lên cho em là bộ khẩu nhá. Đó, bộ khẩu này. Đấy. Bộ khẩu này là 12 chi tiết nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết. 12 chi tiết để tránh nhầm với các loại khác. Đấy. Thì các bác có thể lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết, giá của nó em đang gửi tới bác cái giá là 180k nhá. 180k cho bộ khẩu 12 chi tiết này.
giá siêu tốt cho bác luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là chất lượng luôn, một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đây, 12 PC các bác nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Nó sẽ bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 12 đầu khẩu nhá. 10 đầu khẩu. Đây các bác này, 10 đầu khẩu. Đầu khẩu của nó sẽ là từ 10 đến cho em là 22 các bác nhá. Đấy, từ 10 đến 24 nhá. Đấy, từ 8 đến 24 luôn. Tha hồ cho bác sử dụng này. Các bác có thể lắp trực tiếp như này nhá. Lắp trực tiếp này cho em. Đấy. Hàng rất là ngon luôn. Nguyên cái tay công này bây giờ các bác mua không cái tay công này nó đã phải là 70-80 nghìn một con tay công này rồi các bác nhá. Đấy, thế mà cả bộ như này có 180 nghìn. Về các bác sử dụng đồ lặt vặt linh tinh trong gia đình thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, có tay xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con là điểu luôn nhá. Đấy, và tay nối dài. Ở những cái vị trí mà cần nối dài thì các bác lắp con công nối dài này vào cho em. Đó, sau đó thì các bác sập vào đây. Rất là ngon luôn các bác nhá. Một cái tay công như này. Giá chỉ có 180 nghìn một cái bộ khẩu này thôi. 180 nghìn là giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, các bác không đi đâu mua được cái bộ này đâu các bác nhá. Đó, kể cả bây giờ các bác nếu ra một cái cửa hàng mà đồ sắt thép nó phải bán cho các bác cái này 250 nghìn các bác nhá, 250 nghìn. Em nói các bác không tin các bác cứ đi tham khảo đi. Đó, chuẩn không cần chỉnh luôn các bác nhá, chuẩn không cần chỉnh luôn. Các bác không tin các bác có thể cứ đi tham khảo. Đấy, các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết giá 180k cành thôi nhá. Đó. Vâng, cái sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái vòi nối các bác nhá. Vòi nối rửa bát này. Đấy, có lên trên là vòi nối. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện. Ví dụ như là cái vòi nước nhà mình ấy, các bác chỉ cần về các bác chỉ cần là đút vào cái đầu vòi nước nhà mình đây. Đấy, ví dụ cái đầu đây cái vòi nước này, các bác chỉ cần đút vào là xong. Đó, em đút vào nó còn hít cả cái này này. Đấy, đầu vòi nước nhà mình ấy, các bác cứ đút vào là xong. Đây, đút vào như này là xong. Là thế là các bác sử dụng thôi. Nó sẽ ra hai nguồn nước cho các bác, một là ra theo kiểu là hoa sen, hai là ra thẳng các nhá. Đấy, ra hoa sen hoặc ra thẳng. Đây, con này có thể ngoắt nghéo như này. Giá thì đợt này về giá tốt cho bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là vòi nối nhá. Con này thì vòi nối này. Đấy, lên cho em là vòi nối. Con này bên shop đang bán là 60k nhá, 60k. Đấy, đợt này về giá tốt, xuống cho bác giá còn là 40k. 40k cho con vòi nối này. Các bác lên cho em là vòi nối nhá. Vòi nối giá của nó sẽ là 40k cho con vòi nối này các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, 40k thôi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau xương khớp này. Đấy, một cái lọ thuốc trị đau xương khớp như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Đấy, con này thì nó được chiết xuất từ bọ cạp và rắn hổ mang nhé. Bọ cạp và rắn hổ mang. Đấy, của nó là dạng này thì bao nóng cho bác luôn. Sử dụng là rất là nóng luôn. Hàng toàn bộ chữ Nhật hết này. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết đây các bác nhé. Đó, các bác lên cho em là thuốc trị xương khớp nhé. Đấy, các bác lên cho em là thuốc xương khớp. Nó là thuộc cái dạng kem trắng và rất là nóng luôn nhá. Kem trắng rất nóng luôn. Bôi vào cứ nóng ran lên luôn các bạn. Đấy, rất là tốt. Chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy. Giá shop đang gửi tới các bác cái giá là 40k. Các bác lên cho em là 40k, các bác lên cho em là thuốc xương khớp nhá, hoặc là thuốc bọ cạp. Lên cho em là thuốc bọ cạp này. Đó, thuốc bọ cạp nhá, thuốc bọ cạp. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho lọ này. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái đèn cúc áo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k cho con đèn cúc áo này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho cái mã đèn cúc áo này con này, rất là tiện luôn. Ở đây nó có cả nam châm hít nhá. Đây có nam châm hít này các bạn này. Đấy, nam châm hít đây. Rất là tiện luôn, có cả nam châm hít nhá. Nó sẽ có là sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả dắt vào khuy áo này và có cả khuy bia luôn. Sáng mạnh này, sáng vừa, nhấp nháy này. Đấy, nói chung là rất là sáng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cực là tốt luôn. Giá chỉ có 50.000 cho một con đèn cúc áo này thôi nhá. Các bác lên cho em là đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 50k. 50k cho cái mã đèn cúc áo này. Giá cực kỳ là tốt và hợp lý cho bác luôn. Đó, 50k cho cái mã đèn cúc áo này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo rất là hit hot trong ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cái lô ổ đúc cao su nhá. Thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn để cho nó mục sở thị nhá. Đấy. Đây là cái ổ nam chân này. Đập cho xem, đập này, đập mạnh lên, đập mạnh các bác nhá. Đập mạnh lên, đập mạnh lên nhá. Đập nhiệt tình lên cho em. Đập nhiệt tình lên cho em. Đó, đây là ổ này là ổ nam chân này. Tiếp theo đến ổ ba chân nhá. Đây, ổ ba chân này. Đấy, ổ này ổ ba chân này, em sẽ đập cho bác xem này. Đập nhiệt tình lên nhá. Đập mạnh lên cho em. Đập nhiệt tình lên nào. Ok chưa? Ok chưa? Đó, ổ đúc này. Tất cả đều là bằng cao su non nhá, rất là mềm luôn. Đấy. Nối thì rắc nối các thứ cực kỳ là tốt luôn các bác. Đấy, rất là ngon luôn. Thì một con ổ đúc cao su non như này, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy, các bác lên trên là ổ đúc cao su non. Đồng giá đều là 50k. Đấy. Con ba chân này thì có đèn, con năm chân này là không có đèn các bác nhá. Đấy, 50k cho con ổ đúc cao su non như này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Các bác có thể xem. Đó. Còn cái phích cắm này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. 20k cho một cái phích cắm như này. Giá cực kỳ tốt và hợp lý cho bác luôn. Đấy, 20k cho con phích cắm này các bác nhá. Đó. Và đây con phích cắm này thì sẽ có đèn báo này các bác, có đèn báo này. Con phích này thì cũng đập thoải mái luôn các bác, đập thoải mái luôn. Đấy, đập thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Mặt đây thì bằng nhựa mềm, còn mặt này thì bằng cao su. Rất chắc luôn. Đây. Đấy. Rất là tuyệt vời nhá.
Đó, đây. Có ổ 5 chân này, ổ 3 chân, ổ 5 chân, ổ 3 chân. Còn 3 chân này thì có đèn và đèn nó cũng sáng như là cái này, sáng như cái phích cắm này quá nhá. Đó, rất là ok luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý luôn quá nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Đó, kem đánh răng Hàn Quốc. Hàng made in Korea luôn, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đây. Made in Korea các này, đây, made in Korea. Đó. Giá của nó thì chỉ có là 50k nhá, 50k cho mấy hộp kem đánh răng như này các bạn. Lên mã giúp cho là kem đánh răng Hàn Quốc 50k hộp này. Hộp này của nó là 60g. Đấy, con này của nó thì nó sẽ không có cái nắp phủ ở đây đâu quá nhá. Đấy, không có cái nắp phủ ở đây đâu. Không nhiều bác về lại bảo là sao không có cái nắp phủ nhá. Đó, thì nó sẽ không có cái màng phủ đâu. Đây, hàng này của nó thì giúp cho siêu trắng răng nhá. Đấy. Độ trắng răng của nó lên tới 93% con này. Đấy, giúp cho bác trắng răng nhá. Đấy, trắng răng và hơi thở thơm mát luôn. Đây, chuyên làm trắng răng lên tới 93% con này. Đấy, 93%. Giá là 50k. Cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Giá 50k thôi. Hai chuyên giúp trắng răng thôi nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa vào nhá. Đấy, có lên cho em là thanh chắn cửa này. Đấy, thanh chắn cửa này. Lên cho em là thanh chắn cửa. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thanh chắn cửa như này. Giá của nó sẽ là 30k thôi, 30k thôi. Đó. Mùa đông lạnh hoặc là mùa hè các bác dùng điều hòa thì các bác dùng cho em con này. Đấy, đây. Các bác chỉ cần là giở ra như này, sau đó thì đẩy vào cái phần cửa đấy. Cái chiều cao này của nó lên tới 5-6 cm luôn, cho nên là tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng cái cửa mà nó bị thấp cũng vẫn dùng ok nhá. Lên mã giúp cho em là thanh chắn cửa đấy, các bác chỉ cần đẩy vào cái mở cái này ra, sau đó thì đẩy cái vào cái khe cửa này là xong, rất là tiện dụng luôn. Đó, phần dưới thì bằng nỉ, phần sau thì bằng bằng xốp nhá. Đấy, các bác có thể giặt giũ thoải mái luôn, rất tiện dụng. Giá là cái thanh chắn cửa này sẽ là 30k nhá. 30k cho cái thanh chắn cửa này. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái túi bọc cỗ nhá. Các bác lên trên là bọc cỗ. Đấy. Cái túi bọc cỗ này thì của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đấy, 80 đến 100 cái em cũng không đếm đâu. Đó, 80 đến 100 cái nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25k thôi. 25k cho một cái túi bọc cỗ như này. Đấy, các bác được khoảng 100 cái. Ví dụ các bác ăn uống xong đồ ăn các thứ thừa nếu các bác bỏ vào tủ lạnh thì nó sẽ bị mùi. Nhưng mà đây các bác bọc cái này vào là xem là ok, hoặc là nhà có đám này, đình đám có cỗ bàn, các bác cũng bọc cho em cái này. Nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 25.000 cho một cái túi bọc cỗ như này các bác nhá. Đấy, có lên trên là bọc cỗ 25k, giá siêu tốt cho bác luôn, về các bác sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Gia đình nhà mình rất là ok. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống này. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Nó là thuộc dạng bột trắng như này. Đấy, khi các bác thả vào cống thì nó sẽ đánh tan hết mọi vết bẩn và còn giúp làm sạch và thơm nhá, sạch diệt khuẩn và thơm. Đấy, có lên trên là bột thông cống, giá là 40k nhá. Cái này thì có tác dụng là sạch này, đấy, thơm này, sạch thơm này và diệt khuẩn luôn nhá, diệt khuẩn luôn. Đó, rất là nhiều tác dụng, có 3 tác dụng chính, sạch thơm và diệt khuẩn. Giá của nó sẽ là 40k. Đường ống cống rãnh nha các bác, bị tắc các bác cứ đổ cái này xuống cho em. Một vài tiếng là nó sẽ đánh thông hết cho bác luôn. Giá rất là hạt rẻ và tiện dụng cho bác sử dụng trong gia đình nhà mình các bác nhá. Rất là ok luôn. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bếp ga mini các bác nhá. Đó. Các bác lên xem là bếp ga mini. Thì một con bếp ga mini như này các bác dùng để đi chơi, đi du lịch hoặc là đi phượt, hoặc là đi câu, đi kẹo thì nó rất là ok luôn các nhá. Đấy, hoặc các bác dùng để đi câu cũng được. Đi câu thì ví dụ như các bác câu được con cá thì mình lên là mình làm nồi lẩu luôn các nhá. Lên mình làm nồi lẩu luôn, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong công việc gia đình nhà mình các nhá. Đấy, một con bếp ga mini như này. Đây. Đấy, hàng nguyên đai nguyên hộp đây. Đấy, cả giấy tờ nhà sản xuất đàng hoàng đâu giờ đấy đây. Các bác này. Đó, đây. Một con bếp ga mini như này rất chất luôn. Hàng đựng trong túi rất chất lượng như này. Đấy, các bác có thể là sử dụng đi du lịch hoặc là ở phòng trọ hoặc trước đều được hết. Các bác xoáy cái này ra cho em này. Đó, thì nó sẽ là cái mặt này. Đấy, còn cái này nó sẽ là cái chân này. Đấy, là cái chân. Hàng của Nhật nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhá. Hàng của Nhật rất chắc chắn luôn. Đấy, ở đây là cái này là bằng đồng hết nhá. Cái phần kết nối ga này bằng đồng hết nhá. Phần dẫn ga bằng đồng và có đánh lửa tự động nhá. Có đánh lửa tự động các bác không phải mồi miếc gì cả, mất công. Đó, đặt xuống thì cực kỳ là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn các bác này. Đấy, rất chắc chắn luôn. Một con bếp ga mini như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini, giá rất tốt cho bác luôn. Các bác lên cho em là bếp ga mini nhá. Đó, bếp ga này. Mini này. Đấy, giá của nó sẽ là 130k. 130k cho cái mẫu bếp ga mini này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái đốc sạc nhá. Đấy, đốc sạc đây. Cái đốc sạc này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị với cái giá đó là 80.000. Hôm nay thì bên em đã xả cho bác cái giá đó là 70k. 70k cho cái bộ đốc sạc như này. Sản phẩm của nó sẽ bao gồm là một đốc và
một đốc sạc và một pin nhé, một đốc sạc và một bộ gồm 40 pin như này đấy. Bên em đang bán là 80.000, hôm nay xả cho bác còn là 70k nhá. Đấy, giảm cho bác còn 70k. Đó. Đây, nó sẽ là một đốc sạc và một pin như này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Đấy. Các bác dùng để sạc cái pin này. Pin này thì các bác dùng cho đồng hồ này rồi là các cái thiết bị đều ok hết. Giá thì cực tốt luôn, giá chỉ có là đi 70.000 một bộ này. Đấy, mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về một cái lô, đó là cái đèn đèn nhót các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn nhót. Đấy, con đèn nhót này thì giá rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là đèn nhót này. Giá bên shop đang gửi tới bác một con đèn nhót như này. Giá chỉ có 70k thôi nhá. 70k cho một con đèn nhót như này. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây, sản phẩm của nó sẽ là bao gồm là một dây sạc này, một đèn và một dây đeo như này, một đèn và dây đeo về các bác đấu vào đây cho em. Đó. Con này thì của nó sẽ là đây. Nó sẽ là ánh sáng vừa phải như này thôi. Đấy, các bác dùng là đi chợ đi búa hoặc là nói chung là làm nghề làm nhiếc mà cần cái độ ánh sáng vừa phải thì dùng con này rất là ok. Và nó có cả phần cảm biến luôn các nhá. Đấy. Gạt qua này nó tắt này. Đấy, gạt đi gạt lại này, rất là tiện luôn. Giá của nó là 70.000 các nhá. 70k cho con đèn này. Đây. Đấy, nó có cảm biến, nó cũng có cảm biến nhá. Rất là tiện luôn. Đây, bật tắt qua này. Đấy, các bác muốn dùng cảm biến thì dùng sang cái nút bên này. Đấy các nhá, rất là tiện luôn. Đó, nó cũng có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, 2 chế độ sáng mạnh sáng vừa. Đấy, nói chung là một con đèn nhỏ gọn, vừa sử dụng thôi nhá. Đấy, các bác có thể đeo đầu hoặc là đeo vào ngực cũng được, tùy theo. Rất là ok, hoặc đeo vào bụng. Đấy, giá bên shop đang gửi tới bác một cái con đèn thóc như này, đèn nhót như này. Giá của nó chỉ có 70.000 nhá. Lên cho em là đèn nhót 70k. Rồi, ok. Riêng shop Phạm Huấn về cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng rất là đẹp đây. Đấy, chất liệu của nó là các bác này. Đấy, chất liệu của nó đây các bác nhá. Đó, đây. Hàng da cá sấu rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này. Ok chưa? Đấy, một cái đầu này rất là đẹp các bác này. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Chất da cực kỳ là ngon luôn. Giá của nó sẽ là 270.000 thôi nhá. 270.000 và bao ship cho bác luôn. 270.000 và bao ship cho bác. Một cái bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Bao gồm cho bác là một thắt lưng và một ví da nhá. Một thắt lưng và một ví da cá sấu này. Đấy, con ví da này thì hàng da rất là mềm luôn. Hàng da rất là mềm cho bác luôn. Đây, made in USA các bác này. Made in USA các bác nhá. Đó, đây. Ok chưa? Đó, hàng siêu chất cho các bác luôn. Hàng này của nó là thuộc cái dạng là hàng hàng khâu tay luôn các bác nhá. Đây, hàng khâu tay này các bác này, rất là chuẩn chỉ cho các bác luôn. Đó, hàng khâu tay nhá. Da cá sấu siêu mềm cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng khâu tay da cá sấu siêu mềm luôn các bác nhá. Đấy, một con ví như này. Hàng rất chất lượng các bác nhá. Đây, made in USA các bác này. Đấy, made in USA. Ok chưa? Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho con 270.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, 270k cho con thắt lưng cá sấu trắng như này. Các bác lên cho em là cá sấu trắng nhá. Đấy, lên cho em là cá sấu trắng. Con này hộp nó màu trắng rất là đẹp luôn. Hàng made in USA các bác nhá. Đấy, đây. Cái thắt lưng này của nó thì nó sẽ là như này các bác này. Đây. Các bác chỉ cần là đẩy vào như này thôi. Đấy, nó sẽ có lẫy cho các bác. Đấy, hàng rất là ngon luôn, lẫy chắc chắn nhá. Màu đen huyền thoại cho các bác luôn, rất đẹp con này, rất đẹp luôn nhá. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Ví thì chất da siêu mềm các nhá. Đấy, ví chất da của nó siêu mềm luôn các bác này, rất đẹp nhá. Đây, made in USA các bác nhá, made in USA luôn. Rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đây. Đấy, made in USA này. Ok chưa? Đấy, lên cho em là cá sấu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 270.000 ạ. Đấy, lên cho em là cá sấu trắng này. Đó. Cá sấu trắng bác nhá. Đó, cá sấu trắng. Giá của nó sẽ là 270k nhá, 270k. Có lên trên là cá sấu trắng, giá của nó sẽ là 270.000 cho cái bộ cá sấu trắng này, bao gồm cho các bác là một thắt lưng và một ví như này nhá. Một thắt lưng, một ví như này, 270k bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 270k bao ship tận nhà luôn. Lên trên là cá sấu trắng nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái thắt lưng đây. Đấy, cái này thì cũng là thắt lưng ví đồng hồ các nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ này. Con này nó sẽ là các bác lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ các nhá. Đấy, lên cho em là ví đồng hồ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Giá cũng cực kỳ là tốt luôn các nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy. Đấy, lên cho em là ví đồng hồ các nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví đồng hồ. Đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Pedro các bác này, Pedro. Đây. Hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một ví và một đồng hồ nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng này. Thắt lưng đồng hồ nhá. Đấy, thắt lưng đồng hồ. Thắt lưng này. Đồng hồ nhá. Lên cho em là thắt lưng đồng hồ. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thắt lưng ví đồng hồ các bác nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k nhá. 300k và bao ship. Đó, 300k bao ship cho cái thắt lưng đồng hồ này. Như vậy là các bác sẽ được nhận theo là có 3 món nhá.
Thứ nhất là con thắt lưng này, đây, một con thắt lưng siêu chất cho các bác luôn. Đấy, mặt màu đen huyền thoại rất là đẹp luôn. Một thắt lưng một dây các bác này, đây, một dây lưng như này. Đấy, về các bác chỉ cần lắp vào cho em này là xong thôi. Hàng rất chất cho anh em luôn nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, anh em sập này là xong này. Đó. Các bác sẽ có là một thắt lưng này, hàng rất đẹp, rất chất cho anh em luôn. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây. Đấy, thắt lưng rất là đẹp các nhá. Con thắt lưng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, các bác lắp vào này là xong này. Đó, hàng của Perro, hàng của hãng này. Chữ dập chìm hết các bác nhá. Đây, logo của hãng này. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Khóa cực kỳ là ngon các bác nhá. Khóa tanh tách luôn. Đây các bác xem nó khóa nó kêu này. Đấy, nghe tiếng khóa nó kêu các bác đã thấy sướng rồi. Một con thắt lưng này. Tiếp theo là đến một con ví các bác này. Đấy. Đây. Tiếp theo là đến một con ví các bác nhá. Đây. Con ví cũng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Perro các bác này. Đây. Đấy, Perro các bác này. Đây. Một con ví rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Ví rất là ngon các bác nhá. Đấy, một con ví rất là ngon như này. Perro này, hàng của hãng này. Đấy. Chất da của nó siêu mềm luôn các bác nhá. Chất da của nó rất là mềm luôn. Đó. Một con ví như này nhá. Con ví này thì rất là đẹp rồi. Đó là ví nằm ngang. Đấy, ví ngang rất là đẹp luôn. Các bác về để đồ đoàn tiền nong có thứ rất là phù hợp luôn. Tiếp theo là đến một con đồng hồ như này nhá. Đến một con đồng hồ như này. Ok chưa? Đó. Một con đồng hồ như này. Đấy, một con đồng hồ rất là đẹp luôn. Mẫu này là mẫu cải tiến các bác nhá. Mẫu này mẫu cải tiến rồi, rất là đẹp này. Đấy, có cả lịch luôn anh em nhá, có cả lịch luôn. Con đồng hồ này có cả lịch cho bác luôn. Đồng hồ dây da này, mặt rất là to luôn, đẹp các bác nhá, mặt to, số to rõ ràng nhá. Ok chưa? Đấy, đồng hồ nhá. Mặt dạ quang luôn các bác nhá. Ok chưa? Kim dạ quang luôn. Rất đẹp như này nhá. Đấy, giá thì bao nhiêu ạ? Một bộ 3 món như này nhá. Bộ 3 món như này các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ nhá, thắt lưng đồng hồ. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá, 300k và bao ship cho cái bộ thắt lưng đồng hồ này. Hàng siêu tốt và hàng siêu tốt, siêu chất và giá rất hợp lý cho bác luôn. Còn thắt lưng này thì tương đối là dài các bác nhá, tương đối là dài. Đây, hàng của hãng hết này. Có in logo thương hiệu hết nhá. Đây Perro này, Perro đây, trong đồng hồ cũng có Perro luôn này. Ok chưa? Giá là 300k các nhá. Giá là 300k cho con thắt lưng đồng hồ này các bác nhá. Lên cho em là thắt lưng đồng hồ, giá của nó sẽ là 300k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đèn cúc áo các bác nhá. Đèn cúc áo này, con này siêu sáng cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là đèn cúc áo nhá. Đấy, đèn cúc áo. Giá của nó rất là sáng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k các bác nhá. 50k cho con đèn cúc áo này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo nhá. Đó, giá là 50k. Con này có tặng kèm các bác một dây sạc này. Chức năng của nó thì con này thứ nhất là đây, các bác sạc vào đầu này cho em này, sạc vào đây này. Đấy, thứ nhất là làm đèn sáng này, thứ hai là làm móc khóa này, thứ ba là khui bia nhá. Đấy, các cái chức năng cơ bản như vậy. Rất sáng luôn nhá, sáng trắng luôn các bác. Đó, rất là sáng. Con này các bác sạc đều, sạc đầy thì nó sẽ sáng từ 2 đến 4 tiếng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Lên cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo này. Đèn cúc áo nhá. Đó. Đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 50k cho con đèn cúc áo này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái chai đó là cái hình ông già này là Long Ben à các bạn ơi. Đấy thì cái này nó sẽ là Long Ben Hắc Lào anh em nhé. Long Ben Hắc Lào này, con này chuyên trị Long Ben Hắc Lào luôn. Giá mấy nhỉ? Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào nhé, và các loại ngứa là đều bôi là khỏi hết nhé. Đấy, lên cho em là Long Ben này, đó, thuốc trị Long Ben này, Hắc Lào này, đó, Long Ben Hắc Lào. Giá của nó sẽ là 30k nhé, 30k cho một lọ hăng Long Ben Hắc Lào như này, ok chưa? Đấy, con này bên shop bán rất là nhiều và giá cực tốt cho anh em luôn nhé, giá rất tốt cho anh em luôn. Đấy, chị tiệt nọc cho anh em luôn, anh em nào bị nấm rồi, vẩy nến rồi, ngứa rồi, Long Ben Hắc Lào, bôi khỏi hết nhé. Giá của nó chỉ có 30k thôi, 30k cho một lọ Long Ben Hắc Lào như này, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo nhé, hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái kem đánh răng của Nhật các bác nhé, kem đánh răng Nhật đây. Đấy, đợt này bên shop về thì hàng siêu tốt cho bác luôn, hàng siêu tốt và giá cũng rất là tốt luôn nhá. Đấy, một cái hộp kem đánh răng của Nhật như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá, 70k trong hộp kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, lên mã giúp cho là kem đánh răng Nhật nhá, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k trong hộp kem đánh răng Nhật như này. Mã tem mã vạch đàng hoàng nhá, hàng made in Japan các bác nhá. Đây, đấy các bác cứ dịch cái chữ này ra này, hàng nội địa Nhật này. Đấy, chữ này nó sẽ là chữ made in Japan này này. Đấy. 170g nhá, 170g. Đấy. Đấy, ví dụ như là ở hàng ở Việt Nam mình nó ghi là sản xuất tại Việt Nam chứ nó không ghi là made in Việt Nam, các bác hiểu chưa? Đó, thì đây cái này nó ghi là sản xuất tại Nhật thì chữ Nhật đây này. Đấy, 170g nhá. Mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Hàng thì con này là đặc trị viêm níu, viêm lợi và chảy máu chân răng các bác nhá. Đấy, chuyên đặc trị
viêm níu, viêm lợi, chảy máu chân răng thì dùng con này cho em là cực kỳ ok luôn. Tinh chất gạo các bác nhá. Tinh chất gạo cực kỳ là thơm luôn các bác nhá. Tinh chất gạo cực kỳ là thơm luôn. Chuyên trị viêm níu, viêm lợi đây, đau lợi, chảy máu chân răng. Các bác dùng cho em là ok hết nhá. Giá sẽ là 70k. Đấy. Kem đánh răng của Nhật siêu thơm luôn. Đấy. Rất là thơm nhá. Màu kem trắng này rất là thơm luôn. Đấy, ok chưa? Kem trắng rất là thơm luôn. Đấy, nói chung là một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Một lọ kem đánh răng của Nhật như này rất thơm, rất sạch sẽ nhá. Chuyên trị viêm níu, viêm lợi, chảy máu trên răng mà giá thì chỉ có 70k thôi, bằng hàng Việt Nam thôi các bác nhá. Bằng hàng Việt Nam thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo nhá. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái đèn hộp nhôm các bác nhá. Đèn hộp nhôm. Một con đèn hộp nhôm như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn nhôm này bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm nhá. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm. Giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho con đèn hộp nhôm này. Ok chưa? Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đó, 110k cho con đèn hộp nhôm này nhá. Ở đây các bác sẽ có cho em là một dây sạc này, một cái móc dây móc khóa này. Một dây sạc, một dây móc khóa các bác nhá, và một con đèn như này. Đấy, các bác có thể đeo vào, đeo dây vào rất là ok luôn, đầy đủ trọn bộ sản phẩm cho các bác luôn. Đây, anh em các bác này. Đấy, công tắc bật của nó này rất là sáng luôn nhá. Nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng này. Đấy, và ánh sáng đỏ này. Và nhấp nháy cảnh báo này, ok chưa? Ngoài ra của nó sẽ có cho các bác là bật lửa luôn nhá. Bật lửa rồi nam châm hít rồi khui bia nhá. Bật lửa thì các bác dùng cái tính cái phím dưới này cho em. Đấy, giữ lì này. Bao giờ cái đèn nó lên là lửa nó sẽ lên này. Đấy, lửa nó lên đỏ này. Đấy, không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, con này các bác dùng để hút thuốc rất là ok luôn nhá. Đây. Đấy, giữ lì này là cái phím này sẽ lên này. Đấy, là nó sẽ có lửa này, ok chưa? Đó, rất là ngon luôn. Các bác lên cho em là đồng đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Hàng đựng trong hộp nhôm như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Giá chỉ có 110k thôi nhá, 110k cho con đèn hộp nhôm này. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay còn một cuộn tôn 5 phân đây này. Hôm nay bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái át đảo chiều các nhá. Át đảo chiều đây. Con này thì dòng này của nó sẽ là 63A các nhá. Đây, át đảo chiều 63A các bác này. Con này bên em đang bán là 170.000. Đợt này về cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn có 130k nhá, 130k cho con át đảo chiều như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là át đảo chiều nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A các bác nhá. Đấy, át đảo chiều 63A các bác nhá. Dùng tổng gia đình là thoải mái luôn. Đấy, dùng tổng gia đình là cực kỳ là ok và thoải mái luôn. Các bác cứ kết bạn Zalo thì em sẽ gửi cho các bác cái sơ đồ để mình biết cách mình đấu nối nhá. Đấy, để mình biết cách mình đấu nối thôi. Nó rất là tiện các bạn. Đấy. Lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em là át đảo chiều nhá. Đợt này hàng về giá cực tốt luôn, 130k cho con át đảo chiều này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái át cóc các nhá. Đấy, át cóc hàng của Nhật các bác này. Đấy, Automat cóc hàng của Nhật, hàng của Mitsubishi. Con này của nó sẽ là 30A, 30A dòng dò là 15mA. Con này thì các bác chuyên dùng cho em là dùng trong gia đình đấy, là các bác dùng cho các thiết bị ví dụ như là nóng lạnh, điều hòa rồi các thiết bị khác là ok. Hàng made in Japan con này, đó made in Japan nhá. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá đó là 100k nhá, 100k cho con át cóc này các nhá, 100k cho con át cóc này. Đó, 100k. Kìa nhanh lên khuất lối ra. Đấy, 100k các nhá. Đó, 100k cho con át cóc này, hàng made in Japan đây, hàng của thương hiệu Mitsubishi. Đó, giá của nó sẽ là bao nhiêu? Giá của nó sẽ là 100.000, 30A dòng dò 15mA Mitsubishi. Con này chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, các cái thiết bị khác các nhá. Đó, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em các bác đó là một lô cái vật mũi gấp các bác nhá. Các bác lên xem là vật gấp nhá. Đấy, lên xem là vật gấp này. Giá thì hàng này hàng của hãng luôn. Đây, công suất của nó là 2W này. Đấy, kích thước của nó là 50 x 23cm này. Ok chưa? Hàng của hãng siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hãng nội địa Nhật siêu chất lượng cho bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Alo. Sản phẩm tiếp theo đó là cái vật gấp anh em các nhá. Các bác lên cho em là vật gấp nhá. Đó, vật gấp này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k nhá, 150k. Đợt này về cho các bác cái giá đó là 120k nhá. 120k cho con vật gấp như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, một con vật gấp, con này dùng nó rất là tiện.
nó sẽ khác hơn so với cái vợt truyền thống nhá, là con này nó có thể gấp gọn được nhá. Con này thì hàng nó sẽ dài hơn cái lô lần trước một chút nhá. Đấy, nó dài hơn và rất là chắc chắn nhá. Khi các bác dùng nó dài hơn một chút thì mình dùng nó cũng tiện tay hơn. Đấy, các bác cua bắt mũi này nó rất là tiện này. Ưu điểm của con này ấy, thì khi các bác không dùng nữa mình có thể gấp gọn. Gấp gọn nó rất là tiện. Cái dây sạc này đi đâu luôn. Đây, lô này thì hàng đẹp nhá, dây sạc cũng rất là dài cho các bác luôn. Dây sạc rất là dài cho các bác luôn nhá. Đó, đây. Các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này lên này. Đó là tính năng bắt mũi nó sẽ hoạt động này. Đây con này. Đó, đây. Đấy, con mũi nó sẽ chạm vào đây nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, mũi chạm đây nó sẽ bị chập các bác này. Đó. Đấy. Ok chưa? Ngoài ra thì các bác tính năng vật mũi này, tính năng vật mũi thì các bác chỉ cần là ấn như này là sẽ vật mũi bình thường các bác này. Đấy, đánh rất mạnh luôn các bác nhá. Đấy, hàng này để lâu nó hết pin rồi đấy. Về các bác sạc vào cho em là ok luôn. Đây. Đấy. Giá hàng rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy. Điện nó có thể đánh lên tới công suất của nó là 3000V đấy các bác này. Điện đánh cực mạnh luôn các bác nhá. Đấy, đánh cực mạnh luôn. Ok chưa? Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho con vật gấp này nhá. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Cực kỳ là chắc chắn nhá. Đấy, các bác có thể để lên mặt phẳng như này. Để lên mặt phẳng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, sau đó thì bật cái tính năng bắt muỗi tự động này lên này. Bật tính năng bắt muỗi tự động này lên. Đó. Và mình cắm sạc vào. Đấy, các bác bật tính năng bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc nhá. Chứ còn để bình thường là nó sẽ hết pin. Ok chưa ạ? Giá rất là tốt cho bác luôn. Ui giời ơi, giật cả mình. Giá của nó sẽ là 120.000 thôi nhá. Các bác lên cho em là vợt gấp nhá. Vợt gấp 120k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là đầu chuyển cưa các bác nhá. Đấy, đầu cưa. Bật tranh của bóng lên đi. Các bác lên cho em là đầu cưa nhá. Con đầu cưa này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, một con đầu cưa như này. Đấy, con này thì rất là đơn giản thôi, về các bác lắp vào cái máy khoan nhà mình nhá. Đây, xoáy cái đầu này vào này. Đấy, xoáy cho em cái đầu này vào. Ok chưa? Đây, xoáy cái này vào đây này. Đó, sau đó thì về các bác lắp cái đầu cưa vào đây và lắp cái đầu này vào con máy khoan nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là đi 3-4 cái đầu cưa như này. Đây, 3-4 cái đầu mũi cưa khác nhau nhá. Các bác có thể là cưa sắt, cưa gỗ này. Đây, cưa sắt có 2 mũi cưa gỗ và 1 mũi cưa sắt nhá. 2 cưa gỗ, 1 cưa sắt cho anh em. Đó, có 2 cưa gỗ, 1 cưa sắt nhá. Đấy, về các bác chỉ cần xoay cho em cái đầu này đi này. Đấy, xoay cho em cái đầu này đi. Sau đó thì mình lắp cái mũi này vào. Đó, đây, xoay cái đầu này đi này. Đấy, xoay cái đầu đi, lắp cho cái mũi này vào. Đấy, lắp cái mũi này vào. Ok chưa? Xoay hết đi, xoay hết đi, lắp cái mũi này vào. Đấy, rồi. Sau đó thì các bác bắt đầu sử dụng nhé. Khi sử dụng thì nó sẽ chuyển động, nó phương nó sẽ chuyển động như này. Đấy, để nó cưa cắt cho các bác nhé. Cắt cưa, cắt cây, cắt sắt đều ok hết nhé. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhé. Đấy, ok chưa? Đơn giản, lắp ráp dễ dàng, các bộ phận được làm từ nhựa cao cấp và thép cứng, có thể cưa gỗ, cửa sắt, cơ nhôm tùy ý, phù hợp với hầu hết các dòng máy trên thị trường. Các bác đặt hàng gọi ngay 0816642345, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những sản phẩm khác nhé. Đấy, lắp vào rất là tiện các bác nhá, lắp vào rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, anh em chỉ cần lắp vào này là xong. Đấy, là đưa vào máy cưa là nó sẽ tự sẽ chuyển động theo cái phương cưa như này cho anh em. Đấy, nó sẽ đẩy đi đẩy lại anh em nhá. Đấy, ok chưa? Giá siêu tốt cho anh em luôn, anh em mua hàng thì có thể liên hệ nhá. Đấy, lên cho em là đầu cưa nhá. Đấy, lên cho em là đầu cưa. Con đầu cưa này giá của nó sẽ là bao nhiêu ạ? Đầu cưa này. Giá của nó sẽ là 100k cho con đầu cưa này nhá. 100k cho con đầu cưa này. Giá siêu tốt cho anh em luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái chổi thanh cọ lưng nhá. Các bác lên cho em là thanh cọ lưng nhá. Đấy, lên mã cho em là thanh cọ lưng. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá đó là 50k. Đó, thanh cọ lưng này. Đấy, giá của nó là 50k, đợt này về cho bác giá tốt luôn, 45k cho một con thanh cọ lưng như này nhá. Đấy. Lên mã cho em là thanh cọ lưng. Giá của nó sẽ là 45k. Giá siêu tốt cho hãng luôn, 45k cho một thanh cọ lưng như này. Con này các bác dùng này tắm rửa kỳ cọt này, đằng sau lưng đằng trước rất là ok cho em luôn. Giá rất là tốt con nhá. Giá rất là tốt cho hãng luôn. Lên mã cho em là thanh cọ lưng nhá. Giá của nó sẽ là 45k cho con thanh cọ lưng này. Ok chưa các bác? Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái chảo của Nhật các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chảo chống dính của Nhật các bác này. Đấy. Chảo chống dính của Nhật đây. Con này thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cả lô luôn anh em nhá. Đấy. Lên cho em là chảo Nhật nhá. Đấy. Đường kính của nó là 28 cm này. Đây toàn bộ chữ Nhật lằng ngoằng đây. Lên cho em là chảo Nhật nhá. Đó. Chảo Nhật. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Cái chảo Nhật này bao nhiêu nhỉ? Chảo Nhật bao nhiêu đấy bạn ơi? Chảo Nhật bao nhiêu?
260k cho con chảo Nhật anh em các bác nhá, 260k. Bao ship cho anh em các bác luôn một con chảo cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ tốt nhá. Ở đây sẽ có cho anh em là một cái quai bằng gỗ anh em này. Đấy, cái quai này của nó bằng gỗ anh em dùng thì nó sẽ cách nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, cách nhiệt rất là tốt luôn anh em dùng nó rất là tuyệt vời nhá. Sau đó thì anh em chỉ cần là đây, chữ Nhật lòng hoàng hết này. Đấy, chữ Nhật lòng hoàng hết nhá. Đấy, anh em chỉ cần lắp vào đầu này thôi, lắp đầu này cho em. Đó. Lắp vào đầu này cho em. Đó. Đây, lắp vào đầu này sau đó thì anh em xoáy ốc vào cho em là xong. Xoáy ốc vào này. Đó, ok chưa? Giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây. Đấy. Giá rất tốt cho anh em luôn. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đây anh em nhá. Đó, chảo này đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Anh em xoáy vào rất là ngon luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật tem mác Nhật đây anh em này. Đó. Giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy. Một cái con chảo Nhật như này, giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá cho một con chảo Nhật như này. Đó, 260k. Ok cho anh em. Giá rất là tốt cho anh em luôn. Đấy. Con này thì cán bằng gỗ này, cán bằng gỗ chống nóng này, thứ hai là có đánh nhám này, đánh nhám chống dính cho anh em cực kỳ là tốt luôn nhá. Mấy giờ rồi? Giá bên shop đang gửi tới anh em giá là 260.000 anh em nhá. 260.000 cho con chảo Nhật như này. Tiếp theo. Hơn 9 rưỡi. Gần 10 giờ. Thế thì ấy thôi, anh chuẩn bị like đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái con đèn gọi là đèn xoay thôi nhé, đèn xoay hàng rất chất cho anh em các bác luôn, có cả đuôi điếc luôn anh em này, có cả đuôi luôn đấy, anh em về chỉ việc cắm điện là xong cho em này. Đó, có đuôi luôn nhá. Đấy, sau đó thì anh em xoáy vào bật công tắc lên là xong. Con này rất là đẹp luôn anh em nhé, một con đèn xoay rất là đẹp như này. Đấy, giá bên shop đang gửi anh em cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đây anh em thấy chưa, đấy bao nhiêu nhỉ, đây đấy anh em thấy chưa, đây nó xoay rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, ok chưa, bao nhiêu nhỉ, giá là 55k anh em nhé, 55k trong con đèn xoay này anh em này. Đấy, nó xoay rất là đẹp luôn anh em thấy không? Đây. Đấy, ok cho anh em. Đấy. Đấy. Giá chỉ có 55.000 thôi. Có công tắc đóng ngắt cho anh em luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt luôn. Đây, nó xoay rất là đẹp anh em này. Anh em thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, anh em thấy không? Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Đấy, nó sẽ tự xoay như này anh em nhá. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Giá của nó sẽ là 55k cho con đèn xoay này nhá. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đấy, đây. Đèn xoay đang bán là 60.000, xả cho bác còn 55k nhá, 55k cho con đèn xoay này. Ok chưa? Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái máy cạo râu đa năng nhá. Lên cho em là máy cạo râu đa năng. Con này bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Máy cạo râu đa năng nhá, lên cho em là máy cạo râu đa năng. Đó, máy cạo râu này. Máy cạo râu đa năng này, đó, đa năng. Giá của nó là 160k anh em nhá. Con này hàng 3 chức năng luôn. Thứ nhất là anh em có thể là cạo râu này, tăng đơ chấn viêm này, và anh em có thể tỉa lông mũi luôn. Đây. Bộ sản phẩm của nó như này các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho anh em luôn. Sẽ bao gồm cho anh em là một thân máy cạo râu này. Đấy, một thân máy cạo râu, hàng cạo cực kỳ là sạch và khỏe luôn. Ok cho anh em, một thân máy cạo râu này. Tiếp theo là một cái con đầu tỉa lông mũi này và một cái tăng đơ này. Đấy. Thì anh em muốn dùng cái đầu nào thì dùng nhá. Đây, đầu này để tăng đơ chấn viêm anh em này. Cái này thì anh em chỉ dùng chấn viêm thôi. Đấy con nhá. Đấy, con này thì tỉa lông mũi này. Khi bác dùng cái chức năng tỉa lông mũi thì cắt giải rút ra cho em, sau đó thì lắp vào này. Đó, ok cho anh em. Chạy rất là ngon luôn anh em nhá. Đó. Đây. Chạy rất là ngon luôn anh em nhá. Đó. Cạo râu thì anh em lắp cái đầu cạo này vào cho em. Đấy, cứ đúng cái lẫy này anh em sập vào cho em là xong. Đấy. Sau đó thì anh em cạo râu thì cái này nó là ba lưỡi độc lập, cho nên là anh em nhấn vào như này. Anh em phải nhấn vào như này cho em nhé. Đây anh em phải nhấn như này cho em này. Đấy. Nhấn này cho em nhé. Đó. Con này cạo cực kỳ là sạch luôn đấy, nhưng mà anh em dùng là anh em phải nhấn vào như này nhá. Nhấn vào như này, nhấn lì vào da ấy. Chứ anh em nếu anh em cứ để mơn mơn bên ngoài là nó sẽ không sạch đâu. Anh em bắt buộc anh em phải nhấn lì vào anh em nhé. Nhấn lì vào sau đó thì anh em đẩy tinh tiến lên. Đó là nó sẽ sạch hết cho anh em luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá là 160.000 cho cả cái bộ như này. 160.000, cả tăng đơ, cả tăng đơ, cả chấn viêm, nói chung là tất cả toàn bộ như này anh em nhé. Giá chỉ có 160.000 thôi. Đó, hàng rất chất lượng cho anh em luôn và giá rất là tốt nhá, 160k. Đấy, lên mã cho là máy cạo râu đa năng 160k. Rồi, ok.